Tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cung cấp từ Tổ quốc. Hôm nay tục lên em một clip cầm một lô cần hàng kỷ nhật cho anh em. Thì hàng này là hàng chuyên cho anh em luôn, hàng chất liệu carbon. Thì hàng này thì có phần bên đây là hàng chưa sử dụng, tầm khoảng 13 cây hàng chưa sử dụng. Rồi, điểm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, hàng lỗi một clip nên thêm sang lại. Rồi, cảm ơn anh em. Cái thứ nhất cho người nha. Thì thứ nhất sẽ là một lô cần của hàng Jupiter, hàng này hàng của Daiwa nha anh em, hàng Daiwa Jupiter. Thì cái này có 5 cây nha anh em. Đó. 5 cây, hàng chưa qua sử dụng luôn nha. Đó. Hàng chưng lấy tại cửa hàng, hàng chưng bài. Thì cái này có túi đeo nè, đó. Lấy cần cho anh em xem. Thì hàng này bao chắc rồi. Đó. Hàng rất là mới luôn, hàng chưa qua sử dụng. Đây nè, là hàng máy ngang nha mọi người. Đó. Từ cây số 1 đến cây số 5 là hàng máy ngang, hàng chất liệu được carbon đó, sử dụng hàng Fuji lõi xám nè, đó Fuji nha mọi người, sẵn găng guốc nè, sẵn găng guốc luôn nè, cái nét đây nè, sẵn găng guốc luôn nha, hàng rất là đẹp luôn, hàng Jupiter, hàng cổ Daiwa, cây cổ thụ xuất nhật nha mọi người, đó sẵn tới ngọn luôn nha anh em. Đó thì cái này dài 1m8 nha anh em, dài 1m8, độ cứng là ML, nó độ cứng là ML. Cái này tải mò từ 5 đến 18 g, tải dây từ 6 đến 14 lb nha mọi người. Đó, mã có đầy đủ đây. Đó. Thì 5 cây nó như nhau thôi nha anh em, 5 cây như nhau thôi. 5 cây thì đây anh em. Đọt nó là 1.7 nha anh em, đọt nó 1.7. Đó, nặng là 135 g. Full túi nha anh em. Đó, cái túi này. Túi nó luôn. Thì có 5 cây. Giá công khai á, giá công khai một cây là 1 cây 1.3 nè, 1 cây 1.3 cộng ship đó, từ cây số 1 đến cây số 5. Hàng chưa qua sử dụng nha anh em. Tiếp theo là cây từ cây số 6 đến cây số 9. Thì từ cây số 6 cây số 9 là một dòng hàng của Bassmaster, thì cây dòng này của ABY Pencil nè anh em. Đó. Dòng này chuyên sản xuất hàng luôn anh em, hàng của Korea xuất nhập luôn. Thì dòng cần này thì nó chỉ dài được 1m68 thôi, dài 1m68, độ cứng là ML, nó tải mồi từ 7 đến 21 gram, đó tải dây từ 6 đến 14 lb nha anh em, tải dây từ 6 đến 14 lb. Thì cái này á, đọt là 1.8, đọt 1.8, nặng là 95 gram, rất là nhẹ nha anh em. Đây thành phần carbon nó là 99% nha anh em, đó cái nét này thành phần carbon 99%, hàng là Korea xuất nhập. Thì hàng trưng bày anh em rất là mới luôn đó, bao mới cho anh em luôn, hàng còn túi nha anh em đó, đây cực kỳ mới luôn đó, mới xịn sò, cần máy ngang anh em đó, hàng máy ngang, hàng về cho anh em lưu lốc dạng sưu tầm cũng được đó. Rất là mới luôn, fan anh em, fan đỡ xứ thứ xám nha nè, Fuji thứ xám này, soi gõ này cực kỳ đẹp luôn. Đó. Rồi giá công khai cây từ cây số 6 đến cây số 9 giá công khai là 1.2 triệu cộng chip nha nè. Đó. 6, 7, 8, 9. Theo là lô bên đây, lô bên đây là từ cây số 10 đến 13 nha mọi người, từ cây số 10 đến 13 được 4 cây, thì 4 cây này cũng là hàng của ABY Pencil. Thì dòng này là dòng Pangol nha, dòng Pangol. Đó. 4 cây này, 4 cây Pangol đây nè, còn túi luôn, còn bao luôn. Đó, hàng này lấy tại cửa hàng trưng bày. Thì cái này em có hai size, độ cứng là độ cứng M và độ cứng ML. Đó. Tí em đọc cho anh em rõ thông số. Em chưa phui ra xem luôn. Đây nè, đó. Dạng này là dòng Pangol nha, dòng Pangol, đó. Dòng này là dòng Pangol nha anh em, đó. Tem nhãn còn đây, đó. Đây nè, hàng chưa qua sử dụng nha, đó. Rất là mới luôn. Đó. Đấy tại cửa hàng. À, bát đây, đó. Cần mấy ngang nha mọi người. Đó. Cực kỳ sáng luôn. Đó, dòng này chia cho anh em về lua lóc nha anh em, lua lóc còn thay anh em dạng sưu tầm đó, để trưng bày. Thì
Cây này thì em có hai xe, một xe M, một xe ML. Thì cây này dài 1m8 nha anh em, đó là dài 1m68. Thì tải màu từ 3.5 gram đến 17.5 gram. Đó, tải dây từ 6 đến 14 lb. Cây đọt là 1 ly 7 nha anh em, đọt 1 ly 7 nặng là 100 gram. Thì cây số 10 giá công khai là 1 triệu 3 nha mọi người. Cây số 11 thì độ cứng nó sẽ là độ cứng M nha anh em. Đó, cây số 11 độ cứng M. Thì cây này dài được 1m8. Tải mồi từ 7 đến 21 gram, tải dây từ 2 từ 8 đến 20 lb. Đó. Hàng quán hàng Korea xuất Nhật, fan vẫn là fan gon nha anh em, fan gon hàng chưa qua sử dụng. Thì cái này nặng là 105 gram. Giá công khai cây số 11 giá là 1 triệu 4 cộng ship nha anh em. Đó. Cây số 12. Cây số 12 là một cây cũng dài 1m8 nha anh em. Cây số 12 dài 1m8 luôn. Độ cứng ML. Đó, dài 1m8 độ cứng ML, tải mồi từ 3.5 gram đến 17.5 gram. Thành phần carbon là 99%. Đó, tải dây từ 6 đến 14 lb. Nặng 105 gram, đọt 1 ly 7. Đó. Rồi, giá công khai cây số 12 giá là 1 triệu 3 nha anh em. Vẫn là fan gold nha anh em, hàng chưa qua sử dụng. Tiếp theo cây cuối cùng của lô này là cây số 13. Thì cây số 13 là độ cứng M nha anh em. Đó, độ cứng đánh lốc nha anh em. Đó. Thì cây số 13 là dài 1m98 đó. Nặng là 110 gram. Tải màu từ 7 đến 21 gram, tải dây từ 8 đến 20 lb. Đó, thành phần carbon là 99%. Đó. Fan vẫn là fan xít nha nè, nó là fan gon nha nè, fan gon đỏ xám. Đây, giá công khai cây số 13 giá là 1 triệu 4 cộng ship nha. Tiếp theo là cây số 14. Thì cây số 14 là một cây cần trên của hàng Jackson đó anh em. Đó. Jaren. Thì cây này vẫn là độ cứng M nha anh em, độ cứng M. Đó. Tải mồi từ 7 đến 21 gram nha mọi người, tải mồi từ 7 đến 21 gram. Đây. Cùng thông số với cây này. Đây nè, tải mồi từ 7 đến 21 gram. Tải mồi từ 7 đến 21 gram, tải dây từ 8 đến 20 lb. Thì cái này ngoại hình còn rất là ok anh em. Cái này dài 1m8, độ cứng M, độ cứng chuyên cho nó đánh lóc nha nè. Đó. Vẫn là một cây cần máy ngang, còn túi đầy đủ. Còn rất là mới anh em, lỗi là lỗi xít nha anh em, fan gold lỗi xít luôn. Đó. Cái này về miếng lô lô này cho anh em rất là chắc luôn. Đó. Độ cứng mà đánh lóc thoải mái nha mọi người. Đó. Thông số đây, Jackson. Đó. Hàng này hàng của Taiwan sản xuất nha. Bát cũng là bát Pussy nè, bát Pussy tem gòn đây. Đó. Rồi, giá công khai cây số 14. Giá công khai là 1 triệu 4 cộng ship nha anh em. Đó, 1 triệu 4 cộng ship cây số 14. Đó. Rồi, tiếp theo là qua lô càng bên đây. Cây số 15. Cây số 15 vẫn là một cây cần máy ngang nha anh em. Cây số 15 là cây cần máy ngang. Thì cây này là một cây cần của Bastop. Đó. Cây này dài 1m8 nha anh em. Cây này dài 1m8. Fan là fan Fuji. Đó. Fan là fan Fuji nha anh em. Đó. Thì cây này nặng là 100 gram, đọt là 1 ly 9. Thì tải mồi từ 3.5 gram đến 14 gram, tải dây thì nó không có thông số đây. Đây, tải dây từ 4 đến 12 lb anh em. Đó. Cây độ cứng tương đương với ML nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai cây số 15, giá công khai là 500k cộng ship nha mọi người. Tiếp theo là cây số 16. Cây số 16 là một cây cần phíp. Đó, chất liệu là chất liệu phíp pha nha anh em. Đó, thì cái này dài 1m8, độ cứng ML. Nặng là 100 gram, đọt là 2 ly nha anh em, đọt 2 ly. Giá công khai là 250k cộng ship nha anh em. Đó. Đây bát tên nè. Đó. Fan là fan Fuji luôn nha mọi người. Fan Fuji lỗi xám luôn. Đó, cây còn rất là mới luôn nhưng mà chất liệu nó dạng pha, carbon pha. Đó, không phải carbon. Bu Fuji nha mọi người. Đó, giá này cực kỳ bèo luôn, 250k cộng ship. Cái số 16. Tiếp theo cây số 17. Cây số 17 là một cây cần máy ngang. Cây này dài 1m68. Đó. Nặng 120 gram, đọt là 2 ly 2. Đó.
cán là cán bằng, bát là bát Fuji, fan là fan Fuji, hàng đai đai phi shot game. Thì cái này dài 1m68, độ cứng ML. Dài 1m68, độ cứng ML. Độ cứng ML thì nó tải từ 3,5g đến khoảng 17g nha anh em. Đó, fan là fan Fuji nha anh em, fan Fuji. Bu Fuji luôn. Đó. Ngoại hình mới nha anh em, mới sạch sẽ. Rồi, giá công khai cây số 17 giá vẫn là 500k cộng ship nha anh em. Đó. Tiếp theo cây số 18. Cây số 18 lên cho mọi người là một cây cần nội địa. Đó. Cây này là một cây hàng nội địa, hàng của Daiko nha anh em. Đó, fan là fan Fuji đỏ xám. Anh em. Đó. Fan này rất là ok nha anh em. Dạng này em chưa vệ sinh nè, đó, hàng mới qua chưa vệ sinh luôn, nó dính keo thôi. Đó. Thì fan là fan Fuji, cây này hàng của nội địa nha anh em. Đó, Daiko, hàng nội địa, Japan. Đó. Master này nè, Daiko nha nè. Anh em nào đã đánh qua hàng Daiko, phôi nó cực kỳ chắc luôn nha mọi người. Đó, phôi chắc như nước cắt luôn. Gốc là gốc cán bằng. Bát là bát Fuji nha anh em. Bát Fuji. Đó, còn gấp và mới luôn. Thì cái này dài là 1m98, đọt là 1.8, nặng là 130g. Tải mồi từ 7 đến 21g, độ cứng là độ cứng M nha anh em. Tải dây từ 8 đến 20 lb. Đó, giá công khai là 1.4 triệu cộng ship cây số 18. Rồi, đó là tổng cộng 18 cây cần máy ngang. Bao tay em vô cần máy đứng nha anh em. Đó. Tiếp theo cây số 19, cây số 19 là một cây cần máy đứng, hàng của Backbone. Anh em. Hàng này hàng của Korea xuất nhập nha mọi người, tem đầy đủ nha. Đó. Fan là fan gold. Đó, fan gold. Đó. Fan này cực kỳ chắc luôn nha mọi người. Đó. Đánh cực kỳ đã luôn. Thì hàng này thì chuyên về cho anh em đi câu lóc, anh em đánh mồi giả, không thôi anh em đi câu hanh cháp, câu cá mè, câu cá, câu tôm. Đó. Cũng rất là ok, anh em câu cá động cũng được. Độ mềm này thì ok. Đó. Thì cái này độ cứng nó tầm khoảng L nha anh em, độ cứng em L, đánh rất là ok, rất cảm giác luôn. Thì cái này dài là 1m68, đọt là 1.8, nặng là 80g. Tải mồi từ 3,5g đến 7g, tải dây từ 6 đến 10 lb, cây số 13. Cây số 19 giá công khai là 800k cộng ship nha anh em. Đó. Tiếp theo cây 20. Cây 20 quẩn vậy, một cây bass bomber. Đó anh em. Thì fan vẫn là fan gold thôi. Đó, fan gold. Carbon là carbon sẵn đây anh em. Đó, carbon sẵn tới ngọn luôn. Anh em, giờ nhắm tay nè. Đó. Anh em thấy không? Đó. Fan là fan gold nè, fan còn rất là mới luôn nè. Đó. Đây, dính bụi đi, lau rồi ra. Đó. Cần miếng bao nhiêu lông bên đây nó chưa tháo cái luôn nè anh em. Đó. Cần còn rất là đẹp nha anh em. Đó, fan còn rất là ok luôn. Thì cây này dài 1m68, đọt là 1.7, nặng là 100g, tải mồi từ 3,5g đến 7g. Độ cứng cái này độ cứng L nha anh em. Đó, độ cứng L. Thì tải dây từ 6 đến 10 lb, giá công khai cây số 20 giá vẫn là 800k cộng ship nha nè. Đó, dạng về lô màu giả, đánh thanh chấp, câu tôm, câu cá mè, rất là ok, cảm giác luôn. Tiếp theo cây số 21. Cây số 21 thì em lên cho người là một cây hàng của Hunter, một cây hàng của đây là một cây hàng cần Hunter, thì cây này giống của Suzumi đó nè. Đó, dạng này dạng Korea xuất nhập nha mọi người. Cái này độ cứng vẫn là độ cứng L. Đó, độ cứng L, dài 1m68. Fan vẫn là fan Fuji anh em, fan Fuji đỏ xám đây. Đó, bu nó đây. Đó. Cần còn rất là mới nha anh em. Đó. Dạng anh em về đánh màu giả, câu hanh cháp, câu cá mè, dạng đánh cảm giác, khỏi chê. Đập con sẵn nha mọi người. Đó, sẵn là dạng sẵn uống lượng luôn á. Anh em. Đó. Thì cái này em lấy thực thị trường Nhật về nha mọi người. Đó, thì cái này nặng là 90g, đọt là 1.9, dài là 1m68, tải mồi từ 1,75g đến 7g, tải dây từ 4 đến 8 lb, độ cứng L. Cây số 21 giá công khai là 600k cộng xếp nha nè. Tiếp theo em lên cho người là một cây cần số 22 nha nè. Đó, thì cây 22 này một cây spin Ripple
đó, dạng cần này dạng của Korea xuất nhật cho anh em đó. Đây này, đó, hàng Korea xuất nhật thì cái này độ mới ra tầm khoảng 95% anh em, cực kỳ mới luôn đó. Bắp nó làm đẹp ha, bắp làm sắc sảo, có hai cái góc ở đây nhìn vui vui. Thì cái này là cây fan là bắp, là bắp Fuji này, bắp Fuji fan là fan Fuji luôn. Carbon là carbon sắn nha em, sắn sắn chìm đó, rất là đẹp nha em, ở chê bề bờ gì hết. Thì bắp bu vẫn là bu Fuji, fan Fuji. Thì cái này dài 1m8 nha em, dài 1m8, tải mồi từ 1 đến 21 gram, tải dây từ 6 đến 12 lb. Cái này độ cứng tương đương với ML anh em, tương đương với ML đó. Thì cái này nặng là 106 gram, đọt là 1 đi 8, giá công khai cây số 22 giá là 650k cộng ship nha. Tiếp theo là cây số 23. Cây số 23 là một cây cần của Daiwa đó, dạng Daiwa, cần Daiwa Thái Lan nha anh em, dạng ta. Thì cái này dạng sắn hai da này, đây ở trong đây này, nó đang hai ba lớp này nè đó, tem sức đầy đủ nha anh em đó. Fan vẫn là fan Fuji, bát là bát Fuji đó, sẵn lên tới ngọn nè đó. Đây nè, thấy không đó, sẵn ở trong đây. Thì cái này một cái hàng Thái Lan xuất nhật nha mọi người, hàng Thái Lan xuất nhật đó. Độ cứng cái này ghê, tầm khoảng ML anh em, độ cứng ML, dài 1m8, nặng là 90 gram, đọt là 1 ly 6, tải mồi từ 3.5 gram đến 14 gram, tải dây từ 6 từ 4 đến 12 lb. Giá công khai cây số 23, giá là 750k cộng ship nha anh em. Bát cực kỳ đẹp nè, cán là cán bằng đó, về anh em lua lóc đánh màu giả, anh thôi anh em câu hành cháp là khỏi chê. Đây test độ cong cho anh em xem luôn đó. Tiếp theo cây số 24. Cây số 24 lên cho người là một cây cần của Phantom, dạng cần đai qua sáng ít. Bát là bát đai qua Phantom, bát cũng làm cực kỳ độc nha mọi người đó. Anh em fan là fan Fuji nha nè, fan Fuji, cần là cần sáng ít nha nè, sáng ít phôi phôi sáng ít. Đây nè, lẹn này nó có xuất sắc nha, nó cần này xuất sắc, sẵn tới ngọn nha mọi người. Đây đọt cái quặng sắn đây đó, hàng còn rất là chắc nha nè. Thì cái này dài 1m8 nha nè, dài 1m8, hàng Daiwa Phantom. Thì cái này hàng của Taiwan xuất nhật nha nè, hàng Taiwan xuất nhật. Độ cứng cái này độ cứng L thôi nha mọi người, độ cứng L, tải mồi từ 4 đến 14 gram, tải dây từ 4 đến 10 lb nha anh em đó, hàng Daiwa, dài 1m8, nặng là 115 gram, đọt là 1 đi 8. Thì cái này về đánh thanh cháp, câu cá mè, câu tôm, không thôi anh em đánh lóc, đánh lóc mà dạng nên đánh màu giả dán cảm giác anh em đó. Rồi giá công khai cây số 24, giá là 800k cộng ship nha anh em, 800k cộng xếp, một cây phôi cực kỳ chắc. Tiếp theo cây số 25. Cây số 25 là cho mọi người vẫn là một cây hàng của Daiwa. Thì cây này là một cây cần Daiwa của China xuất nhật đó. Cotcut nè nè, Cotcutter nè nè. Thì cây này là một cây cần Daiwa China xuất nhật, phôi là phôi sắn răng ruốc đây đó, sắn là sắn răng ruốc luôn anh em đó. Sắn mà không có cửa để sắn luôn anh em đó. Fan là fan Fuji, fan Fuji, bát là bát hãng fan Fuji, bu Fuji luôn anh em đó, đóng chữ F đây đó. Cái này khỏi chê vào đâu hết nha mọi người đó. Thì cái này dài 1m8, độ cứng là độ cứng L đó, dài 1m8, độ cứng L. Thì cái này tải mồi từ 1 đến 10 gram, tải dây từ 3 đến 8 lb anh em đó, hàng China xuất nhật, mã code đầy đủ. Thì cái này đọt là 1 ly 4, nặng là 90 gram đó. Giá công khai cây số số mấy trời, số 25, giá công khai là 1 triệu nha anh em. Tiếp theo cây số 26. Cây số 26 lên cho người là một cây cần hàng của Korea xuất nhật đó. Đây, hàng Korea xuất nhật. Thì cái này độ mới ra tầm khoảng 95% anh em, còn rất là mới luôn đó.
Phen là phen Fuji, phôi là phôi sắn, carbon sắn anh em, phôi carbon sắn, bát là bát Fuji anh em, bát Fuji. Đó. Cần gắt lộ kênh này. Đó. Thì cái này nặng là 100g thôi anh em, nặng là 100g, để em đo đọt nó xem. Cái này nặng 100g, đọt là 1 ly mốt anh em, nặng 100g, đọt 1 ly mốt, dài 1m8. Cái này nó độ cứng ra tầm khoảng ML anh em, độ cứng ra tầm khoảng ML thôi, để đó. Thì tầm khoảng ML thì nó tải khoảng 3,5g đến 14g, đó. Rồi, giá công khai cây số 26 giá là 650k cộng ship nha. Tiếp theo là cây số 27. Cây số 27 lên cho người một cây cần may ráp. Cần này được rất là nhiều anh em săn đón đây, hàng đợt cao. Đó. Cán này cán 3 khúc nè anh em, cán 3 khúc đợt cao, phen là phen Fuji. Đó. Cần ngoại hình còn rất là ok nha mọi người. Đó. Đây này, Fuji. China. Đó. Bụng ở đây. Đó. Thì cái mai gáp mà dài 1m8 nha anh em, dài 1m8. Đó. Hồi là cực kỳ chuẩn luôn. Thì cái này nặng là 100g, đọt là 1.8, độ cứng ML, dài là 1m89. Tải mò từ 3,5g đến 10g, tải dây từ 10 đến 10lb, tải dây từ 5 đến 10lb anh em. Đó. Giá là 1.1 triệu cộng ship anh em, cây số 27. Thì dạng hàng này thì anh em phôi nó cực kỳ chắc rồi, giờ anh em đánh lốc thì khỏi chơi. Đó. Tiếp theo là ba cây cuối cùng, 28, 29 và 30, dạng đánh bạo lực. Thì cây số 28, cây số 28 là một cây cần may ráp, hàng đợt cao, phôi nha anh em. Phôi carbon, cargo nha anh em, bát là bát Fuji, may ráp. Thì cây này hàng của China xuất nhập nha anh em, hàng may ráp, hàng của China xuất nhập hết. Có một số hàng đời cao thì hàng của Việt Nam xuất nhập anh em. Phen là phen Fuji bóm. Đó. Phen Fuji bóm nha anh em. Bô là bô Fuji luôn. Thì cái này độ cứng rất là cao nha anh em, độ cứng là tầm khoảng độ cứng hắc. Hàng còn rất là mới nha mọi người, hàng mới tinh. Đó. Fuji. Thì cái này nặng là 170g, đọt là 2.3 ly. Cái này dài 2m1 nha anh em, dài 2m1. Tải mồi mát của nó là 42g, tải dây bia là từ 3 đến 8. Độ cứng là độ cứng hắc. Đó, giá công khai cây này là 1.3 triệu cộng ship anh em. Độ cứng hắc này về anh em đi đánh cá lóc khỏi chè. Đó. Đánh lóc đánh cha thoải mái nha mọi người, độ cứng hắc nha anh em. Đó. Rồi, cây dài 2m1 nha anh em, độ cứng hắc, giá là 1.3 triệu cộng ship. Tiếp theo là cây số 29. Cây số 29 là một cây của cần của Taco. Đó, hàng Taco. Thì cái này vẫn là hàng độ cứng hắc nha anh em, hàng anh em săn hàng. Dài 21 độ cứng hắc, phen là phen Fuji bóm. Đó, bóm ngược nha anh em. Bu và bu Fuji chống sắn nè. Đó. Phôi nè, phôi ở góc và sáng nhất nha anh em. Đó. Rất là đẹp luôn. Bát là bát Fuji, tem nó đây. Đó. Độ cứng hắc thì anh em đánh lóc thoải mái rồi. Đó. Đánh thả ga luôn. Phen bóm nha mọi người, phen bóm. Bô là bô Fuji chống sắn xít luôn ha, xít luôn nha anh em. Đó. Đây nè. Thì cái này dài 2m1, nặng là 220g, đọt là 2.8 ly. Đó. Tải mồi mát của nó là 50g, tải dây bia là bia mát tầm số 8 nha anh em. Đó, là cứng hắc. Giá công khai cây số 29, giá công khai là 1.3 triệu cộng ship. Tiếp theo cây cuối cùng, cây số 30. Cây số 30 em lên cho người là một cây cần của China xuất nhật, hàng C Master C Sen. Anh em, C Sen. Thì cái này nó lua dài hết 7, nó lua từ 7 từ 7 đến 21g thôi nha anh em, độ cứng mờ. Đó. Hàng gỡ đúp anh em. Đó. Góc là góc gỗ. Bát là bát thẳng, phen là phen Fuji.
Thì cái này nặng là 200g, tải mồi từ 7 đến 21g. Đợt 21, giá công khai cây số của 30, giá công khai 800k cộng ship nha. Cây cuối cùng cây số 30. Đó tổng cộng 30 cây cần em ra danh hôm nay, nếu em ưng cái nào chốt đen sau này tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.